Cảnh báo đỏ về mưa lũ, cấp cảnh báo cao nhất đã được duy trì trong ngày thứ tư liên tiếp ở các tỉnh và khu vực gần thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, trong bối cảnh khu vực này được dự báo chịu ảnh hưởng do lượng mưa cực lớn tiếp tục trút xuống. Đến nay, ít nhất 2 người đã thiệt mạng do đợt thiên tai này, trong khi nhiều hoạt động công cộng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơ quan kiểm soát lũ lụt Bắc Kinh cảnh báo mưa lớn tiếp diễn trong ngày 1 tháng 8 và thành phố đang đối phó với nguy cơ lũ lụt ở cấp độ 1, trong khi nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Lượng mưa cực lớn xảy ra trên diện rộng ở Bắc Kinh và các khu vực lân cận do ảnh hưởng của cơn bão Doksuri sau khi cơn bão này đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến hôm 28 tháng 7. Kể từ năm 2010 đến nay, đây là lần thứ hai cảnh báo đỏ về mưa bão được kích hoạt ở Bắc Kinh. Thông tin mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán Bắc Kinh cho biết, tính đến 6 giờ hôm nay ngày 1 tháng 8 giờ địa phương, đợt mưa lớn tấn công thành phố do chịu ảnh hưởng của bão Doksuri đã khiến 11 người thiệt mạng và 27 người mất tích. Gần 45.000 người ở 13 trên 16 quận bị ảnh hưởng, 127.000 người đã phải di rời đến nơi an toàn, trong khi các thiệt hại về kinh tế vẫn đang được thống kê. Cũng theo dữ liệu do cơ quan này cung cấp, Bắc Kinh đã phải hứng chịu một đợt mưa lớn liên tục kể từ ngày 29 tháng 7. Trong đó, các khu vực phía Tây, Tây Nam và Nam thành phố đã phải hứng chịu lượng mưa xối xả. Tính đến 6 giờ ngày 1 tháng 8, lượng mưa trung bình của Bắc Kinh là gần 258mm, lớn nhất là lượng mưa ở quận Môn Đầu Câu lên tới hơn 470mm. Phong Sơn gần 415mm và Thạch Cảnh Sơn hơn 333mm. Đặc biệt, có hai trạm quan trắc lượng mưa tích lũy vượt 700mm, gồm hồ chứa Vương Gia Viên ở quận Sương Bình lên tới hơn 736mm và Cao Sơn Mai Khôi Viên ở Môn Đầu Câu đạt hơn 722mm. Mặc dù mưa đã ngớt ở một số khu vực miền Bắc Trung Quốc, nhưng Đài khí tượng Trung ương nước này sáng nay vẫn tiếp tục duy trì cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong 4 cấp. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm Trung Quốc phải ban bố cảnh báo mưa lớn mức cao nhất kể từ năm 2011. Đây cũng là ngày thứ tư liên tiếp, hàng trăm triệu người dân ở miền Bắc nước này, trong đó có Bắc Kinh, phải đối mặt với cảnh báo đỏ về lượng mưa. Mưa lớn gây lũ quét ở quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh khiến nhiều xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, nhiều tuyến phố ngập bùn sau khi nước lũ rút. Khi xảy ra mưa lớn, người dân Bắc Kinh đã được khuyến cáo không ra khỏi nhà trừ trường hợp bất khả kháng. Sáng sớm nay, quân đội Trung Quốc đã phải điều 4 máy bay trực thăng đến Môn Đầu Câu, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, để thực hiện nhiệm vụ tiếp tế lương thực và cứu hộ. Do ảnh hưởng của mưa lũ, ba đoàn tàu đang bị mắc kẹt tại đây, giao thông đường bộ ở một số khu vực bị tắc nghẽn hoàn toàn. Theo đó, 4 chiếc trực thăng vận tải đã chở 26 sĩ quan và binh sĩ Trung Quốc đến ga tàu trên địa phận Môn Đầu Câu, thả đồ cứu hộ gồm 1.900 mặt hàng thực phẩm, 900 chiếc áo mưa, 700 chiếc chăn và các vật dụng cần thiết khác, đồng thời vận chuyển những người bị bệnh từ các đoàn tàu bị mắc kẹt đến nơi an toàn. Đài phát thanh truyền hình Bắc Kinh cho biết, sau khi đỉnh lũ hình thành vào ngày 31 tháng 7, thành phố này đã phải lần đầu tiên sử dụng đến hồ chứa lũ được xây dựng vào năm 1998. Theo đánh giá của cơ quan khí tượng Trung Quốc, Doksuri là cơn bão mạnh nhất tấn công nước này trong năm nay, cũng là cơn bão mạnh thứ hai đổ bộ vào Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc, kể từ khi tỉnh này có các ghi chép về khí tượng.
现在是8月1号的凌晨1点，那么从这里将共计有1900份的这种应急的物资运往门头沟地区。目前呢，机组人员已经做好了充分的准备，但受到天气的影响呢，预计在今天的凌晨5点进。 Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia cảnh báo người dân về khả năng xảy ra lũ lụt do mực nước sông Mekong dâng cao trong vài ngày tới, đặc biệt là ở miền Bắc nước này. Mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ ở nhiều địa phương của Campuchia, gây ảnh hưởng tới giao thông và hoạt động đi lại của người dân. Theo Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia, từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, nước này chịu ảnh hưởng của giải áp thấp kéo dài trên thượng lưu sông Mekong chảy qua Thái Lan, Lào và miền Trung Việt Nam, kèm theo gió mùa Tây Nam. Trong giai đoạn này, vùng đồng bằng trung tâm Campuchia sẽ có mưa vừa, trong khi đó các tỉnh phía Tây Bắc có thể có mưa vừa và dông. Khu vực cao nguyên có thể có mưa vừa và khả năng kèm theo sấm sét. Vùng ven biển có mưa vừa đến mưa to, dông và gió giật mạnh. Mỹ và Liên minh châu Âu vừa lên tiếng xác nhận hội nghị hòa bình lần thứ 2 về Ukraine dự kiến sẽ được tổ chức tại Ả Rập Xê Út vào ngày 5 đến ngày 6 tháng 8 với sự tham gia của các đại diện từ hơn 40 quốc gia. Hội nghị trước đó về Ukraine được tổ chức tại Copenhagen, Đan Mạch vào tháng 6 vừa qua. Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cho biết hội nghị có thể sẽ được tổ chức tại thành phố Jeddah. Một số quốc gia đã xác nhận tham dự sự kiện này, trong đó có Mỹ, Anh, Nam Phi và Ba Lan. Các quan chức cho biết Nga không tham dự hội nghị này cũng như hội nghị trước đó tại Copenhagen. Hội nghị là một phần trong nỗ lực của Ả Rập Xê Út nhằm đóng một vai trò ngoại giao lớn hơn, thúc đẩy giải quyết xung đột tại Ukraine. Quốc gia Trung Đông này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine, cũng như đón tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập vào ngày tháng 5 năm nay. Tính đến tháng 2 năm nay, Ả Rập Xê Út đã cam kết viện trợ 400 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó khoảng 2/3 là khoản chi cho các sản phẩm dầu mỏ và 1/3 là các khoản viện trợ nhân đạo khác, bao gồm cả tiền phân bổ cho những người tị nạn Ukraine di tản sang các nước láng giềng. Kính thưa quý vị, mới đây trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thụy Điển Tobias Billstrom, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan muốn Thụy Điển có biện pháp cụ thể nhằm ngăn tái diễn việc người biểu tình đốt kinh Koran. Ông cho rằng việc tiếp tục những hành động như vậy dưới chiêu bài tự do ngôn luận là điều không thể chấp nhận được. Phía Thụy Điển cũng cho rằng cần tăng cường khả năng kiểm soát khi tháng này thông báo chính phủ sẽ xem xét liệu có thể thay đổi đạo luật trật tự công cộng để trao cho cảnh sát quyền ngăn chặn các cuộc biểu tình đe dọa an ninh hay không. Trong khi đó, Đan Mạch hôm qua cho hay sẽ tìm kiếm một công cụ pháp lý cho phép giới chức ngăn chặn các cuộc biểu tình mang tính xúc phạm. Thụy Điển và Đan Mạch đã chứng kiến một số cuộc biểu tình, trong đó các bản sao kinh Koran bị phá hoại hoặc đốt cháy, gây ra phẫn nộ trong cộng đồng người Hồi giáo. Cả hai quốc gia đều nói họ lấy làm tiếc về hành vi đốt kinh Koran, nhưng không thể ngăn chặn nó theo các quy tắc bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Được mệnh danh là Mê Cung Tokyo, hệ thống nhà ga nơi đây vô cùng rộng lớn với vô vàn các chuyến tàu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân tại một trong những thành phố đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên, du khách lần đầu đến Nhật Bản rất có khả năng sẽ bị lạc khi mà di chuyển ở những ga tàu rộng lớn này. Để cải thiện chất lượng dịch vụ, đường sắt Seibu đã trang bị một thiết bị mới với chức năng dịch thuật tự động. Đường sắt Seibu hiện sử dụng màn hình dịch thuật tự động để giúp du khách điều hướng một trong những mạng lưới giao thông chằng chịt nhất của Tokyo. Màn hình mà chúng tôi đã giới thiệu có thể tự động dịch giữa tiếng Nhật và các ngôn ngữ khác. Khi khách hàng nói bằng tiếng nước ngoài, nhân viên nhà ga có thể nhìn thấy nó bằng tiếng Nhật. Và khi nhân viên nhà ga nói tiếng Nhật, khách hàng có thể đọc nội dung hiển thị bằng ngôn ngữ của họ. Thiết bị này còn cho phép khách hàng và nhân viên nhà ga trò chuyện trong khi màn hình bán trong suốt giải nghĩa các từ bằng tiếng Nhật và một trong 10 ngôn ngữ khác bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và tiếng Tây Ban Nha. Tháng này, tuyến đường sắt đã cài đặt cửa sổ dịch thuật tại ga Seibu, Shinjuku. Đây là ga cuối cùng của một trong những tuyến trung tâm Tokyo, phục vụ khoảng 135.000 hành khách mỗi ngày, để thử nghiệm trong 3 tháng trước khi xem xét triển khai rộng rãi hơn. Thiết bị này cũng đã được thử nghiệm tại sân bay quốc tế Kansai của Osaka vào đầu năm nay. Google Dịch không phải lúc nào cũng khả dụng, vì không phải lúc nào cũng có thể kết nối với Wi-Fi ở mọi nơi.
nên ở những nơi như thế này, nó cũng nhanh hơn nhiều so với việc bạn lấy điện thoại ra để tra cứu mọi thứ, mà vẫn có thể gây hiểu lầm trong ngôn ngữ. Thật tuyệt khi có chiếc máy này, mọi thông tin được hiển thị rõ ràng trên màn hình. Đường sắt Cebu cho biết, thiết bị phiên dịch nhằm giúp khách hàng thực hiện các yêu cầu phức tạp hơn như chỉ đường hoặc thông tin về khu vực địa phương. Máy bán vé truyền thống và cửa sổ bán vé có nhân viên bán vé vẫn phục vụ khách hàng. Du lịch Nhật Bản đang hồi sinh sau đại dịch với du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Hơn 2 triệu du khách đã đến Nhật Bản vào tháng trước, nhiều nhất kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2019. Trong đó, lượng du khách đến từ Mỹ và châu Âu đã vượt quá mức trước dịch do đồng yên suy yếu, khiến chi phí cho các chuyến đi giảm sâu nhất trong nhiều thập kỷ. Hiện đã 3 tuần trôi qua kể từ khi Trung Quốc quyết định tăng cường kiểm tra hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản vì lo ngại về vấn đề an toàn. Do vẫn chưa có giải pháp để khắc phục, nên nhiều nhà hàng phục vụ món ăn Nhật Bản tại Bắc Kinh đã bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình. Giống như hầu hết các nhà hàng tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhà hàng phục vụ món sushi cao cấp Toya này đã phải vật lộn trong nhiều năm do những hạn chế về đại dịch COVID-19. Ấy vậy mà giờ đây, nhà hàng này lại phải đối đầu với thử thách mới. Đó là sự sụt giảm đến 90% số lượng khách hàng kể từ giữa tháng 7 đến nay, cùng với đó là thực trạng khó khăn trong việc nhập khẩu hải sản Nhật Bản. Điều khó khăn nhất đối với chúng tôi bây giờ là chúng tôi không thể mua bất kỳ loại hải sản nào của Nhật Bản vì mất quá nhiều thời gian để thông quan Trung Quốc do vấn đề xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển. Hiện thời gian chờ đợi tại các cảng của Trung Quốc để thông quan có thể mất tới 3 tuần. Mặc dù cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đánh giá việc xả thải của Nhật Bản đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, nhưng Trung Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Nhật Bản xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển. Hải quan Trung Quốc đã tăng cường giám sát và kiểm nghiệm nghiêm ngặt nồng độ phóng xạ hải sản từ Nhật Bản. Được biết, Trung Quốc là nước mua hải sản xuất khẩu lớn nhất của Nhật Bản. Những người yêu thích cá voi ở Brazil đã tình nguyện thu thập nhiều hình ảnh cũng như thông tin về cá voi lưng gù. Điều này giúp cho các nhà nghiên cứu và nhà khoa học có các bằng chứng để theo dõi số lượng cá voi lưng gù trở lại sau hàng thập kỷ. Được thành lập vào năm 2015, dự án Balea Vista quy tụ nhiều người yêu thích cá voi tham gia vào công tác tìm kiếm ảnh làm tư liệu. Nhiệm vụ của họ là chụp ảnh cá voi với mục đích định danh, sau đó họ sẽ tải ảnh lên trang web Happy World, một nền tảng quan sát cá voi toàn cầu sử dụng thuật toán xử lý hình ảnh để ghép ảnh cá voi với bộ sưu tập khoa học. Nhận dạng ảnh là một công cụ quan trọng để nghiên cứu về quần thể cá voi hiện nay. Nó giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về lịch sử, cuộc sống của cá thể, cũng như hiểu rõ hơn động lực dân số bằng cách biết chuyển động của loài động vật này, cách chúng di cư. Những việc làm của các nhà khoa học thực sự hữu ích trước những thách thức lớn, đặc biệt là trong bối cảnh thiếu nguồn lực và vốn đầu tư cho các dự án bảo tồn. Họ hy vọng sẽ có thêm nhiều tình nguyện viên tham gia và đóng góp cho những dự án bảo tồn này để bảo vệ sự đa dạng sinh học trên hành tinh của chúng ta. Một người đàn ông bị liệt tứ chi đã có thể cử động được bàn tay, giơ được cánh tay lên sau khi được cấy ghép vi mạch vào não bộ, kết hợp với hệ thống truyền thông tin thần kinh và hỗ trợ cơ tay chuyển động. Kay Thomas, 45 tuổi, sinh sống ở New York, Mỹ, bị liệt sau một tai nạn hồi năm 2020. Anh là người đầu tiên được thử nghiệm với công nghệ này. Thomas đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 15 tiếng, cấy vi mạch vào não bộ. Vi mạch này được kết nối với hệ thống máy tính hỗ trợ hệ thần kinh, truyền các tín hiệu vận động đến cánh tay và ngón tay. Thomas đáp ứng tốt với phương pháp này. Cuộc đại phẫu này đã thay đổi cuộc đời của tôi. Giờ đây tôi đã tự lập hơn trước. Ban đầu tôi nghĩ mình chỉ dịch chuyển được một chút, nhưng giờ mọi thứ đã tốt hơn rồi. Chứng kiến cảnh bệnh nhân nắm tay người thân trong gia đình, thực sự chúng tôi không kìm được nước mắt. Đây là một trong những công nghệ cấy ghép hoàn hảo cho những bệnh nhân bị liệt phần dưới, vì việc cấy ghép giúp kích thích tủy sống, làm tăng khả năng vận động của người bệnh. Sau ca phẫu thuật, anh đã có thể cử động các ngón tay và đang tiếp tục tập luyện để có thể vận động nhiều hơn.